Má trên mạng Internet và Banh Thoát, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Kể từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Dạ con thành kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình Hoằng ngữ Pali. Tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn bài 24 kinh văn. Sau khi Đức Phật biên tịch pháp là đạo sư, học Phạn ngữ xuất xứ cách, sở thuộc cách, sẽ được Ngài Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa minh hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng bích tính sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều ma tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã được đi đọc kinh lễ bái tam bảo. Và cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Bài học hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn bài 24 kinh văn. Sau khi Đức Phật viên tịch giáo pháp là đạo sư, học Phạn ngữ xuất xứ cách, thở sở thuộc cách sẽ do Ngài Tệ Siêu giảng giải. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Và con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học giáo trình Phạn ngữ Pali. Cái phần văn phạm thì không có vấn đề gì, nhưng mà trong cái phần kinh văn thì chúng ta có vấn đề là bởi vì trích văn
Trích kinh văn Pali. Là một chỗ khác. Và cái nghĩa dịch thì được trích ở một chỗ khác, cho nên nó không có ăn khớp với nhau. Lại nữa là trong cái đoạn đầu, khi mà hỏi về trường hợp Đức Thế Tôn Samugotama có sắp đặt một vị tỳ kheo nào rằng vị này sẽ là chỗ nương cho các ông, cho các ngươi vô, rồi dân tâm hê các ngươi phải nương tựa vị này. Thì còn cái đoạn sau đó thì có này thưa tôn giả Ananda, có vị tỳ kheo nào mà được tăng chúng hay được nhiều vị trưởng lão, như tỳ kheo trưởng lão sắp đặt người này là chỗ nương cho chúng ta? No. Và chúng ta hãy nương tựa vị này, cái chỗ này, cái vòng Pali đó, chúng ta xài cái động từ luôn. Cái này trước khi giảng là phải, chúng ta phải chỉnh cho nó nhất quán lại, ta mới xài được. Thí dụ như trong thôi bây giờ chúng tôi giảng tới đâu thì chúng tôi sẽ trình bày đó, để cho khỏi mất thời gian. Ồ, dạ dạ. Như vậy xin thỉnh Thượng Tọa Giới Đẳng điều chỉnh lại. Trong thời gian Thượng Tọa điều chỉnh thì xin giảng bằng văn phạm trước. Nhà cảm ơn Thượng Tọa. Kính thưa quý vị, hôm nay trong cái mục văn phạm thì trước khi chúng ta học văn phạm mới thì chúng ta ôn lại số văn phạm đã học. Chúng ta đã học về chủ cách, đối cách, sở dụng cách và chỉ điên cách. Chủ cách thường dùng làm chủ từ của ông. Thí dụ như chữ Phật Thô Tham Mang Đê Sê Tí, Đức Phật Thuyết Pháp, thì chữ Phật Thô đó là chủ cách. Tại sao chúng ta biết là chủ cách? Vì ô chữ ngữ nguyên của nó là chữ bút đã hát. Thành bút thô chúng ta biết là chủ cách. Rồi đối cách thường dùng túc từ hay đối từ trực tiếp cho động từ. Thí dụ như ga măng ga chà mí, tôi đi đến làng. Thì tại sao chúng ta biết chữ ga măng là đối cách? Là bởi vì ngữ của nó là chữ gam mắt, chia nó mang cái hình thức gam măng, thì đó là đối cách. Sở dụng cách thường dùng trong ý nghĩa phương tiện của hành động hay nói lên sự hợp tác. Thí dụ như câu Buriso Rathe Đa Gia Tí là người đàn ông đi bằng xe,
Tại sao chúng ta biết sự sở dụng cách? Là tại vì chúng Rathena là Ratha, Ena là hình thức của sở dụng cách số ít. Hoặc cái câu mà nói Aham Tawasami, tôi sống với anh, thì cái chữ với tao quá là chia sở dụng cách, sở dụng cách của chữ thực tâm hát. Còn chỉ định cách thường dùng làm túc từ gián tiếp cho động từ hay túc từ cho những phân từ, hoặc để nói lên mục đích. Thí dụ như toàn và chakasa aharang đi xí, anh cho vật thực đến gần khất. Hoặc là túc từ cho những phân từ, thí dụ như là namu buddhaya, kính lễ đức Phật. Hoặc là nói lên cái mục đích. Uthu lokahita ya lokasukha ya tamang di siti, Đức Phật thuyết pháp vì lợi cho đời, vì an lạc cho đời. Thì như vậy ở trong cái tiếng Pali cũng cùng một cái từ đó, nhưng mà từ đó hãy chia theo ngữ cách nào thì nó nói lên cái vai trò, cái vị trí của cái từ đó ở trong không như thế nào. Trong tiếng Việt của chúng ta thì xài những cái trợ từ, thí dụ như tôi là tôi, chỉ một chữ thôi. Chỗ cách thì cũng là tôi, đối cách cũng là tôi. Thí dụ như nó đánh tôi, thay vì chữ tôi là đối khách thì phải xài trong tiếng Bali xài cái dạng khác, nhưng mà cũng là chữ tôi. Còn khi nói đến anh với tôi, chữ với tôi đó chúng ta phải thêm cái trợ từ là với, nó mới đủ nghĩa. Nhưng mà trong tiếng Bali thì khỏi, chúng ta chỉ xài cái đại từ nhân xưng đó chia theo sở dụng cách là được rồi. Hoặc là nói đi bằng xe thì chữ xe rồi phải thêm cái chữ bằng ở phía trước, còn cái trợ từ đó mới được. Nhưng mà tiếng Bali chữ Ratha là xe chỉ cần biến đổi cái vị ngữ của nó ở phía sau Rathena thì có nghĩa là bằng xe, chỉ vậy thôi. Hôm nay chúng ta học về học hai cách là xứ xứ cách và sở thuộc cách. Xứ xứ cách là cách thứ năm ở trong tám cách của danh từ Pali, gọi là Panchami Vipatti. Xứ xứ cách được dùng trong nghĩa tách rời hay là xuất phát. Thí dụ như nó ghê so ghê hasma likhami, nó đã ra khỏi nhà. Thì chữ nhà là chữ ghê hát, mà nó biến thành chữ ghê hát ta thì phải biết là xứ xứ cách. Và xài cái nghĩa tại sao chúng ta không gọi là từ nhà mà chúng ta xài khỏi nhà, là tại vì nó có cái động từ đích khâm ý là rời khỏi, ra khỏi. Thì ra khỏi nhà chúng ta
biết đó là từng trường hợp ý nghĩa tách rời hay tách ly, cho nên gọi là số sức cách. Nhưng mà khi chúng ta xài cho cái nghĩa cảm tính, thí dụ như migo yak samha phải giết, tức là con nai hay là thú rừng nó sợ con hổ, thì con hổ nó phải chia theo số sức cách, bởi vì ở đây xài động từ cảm tính là sợ hãi. Từ trước chúng tôi có nói về cái ý nghĩa mà xài số sức cách trong cái ý nghĩa sợ hãi hay là ghét vân vân, thì phải xài số sức cách. Còn khi mà nói là thương, thương yêu hay là mến hay là sầm mộ, thì trong trường hợp này chúng ta phải xài chỉ điểm cách. Cho nên thật ra khi mà chúng ta học Pali, mà chúng ta học, chúng ta dịch Pali ra Việt, thì để chúng ta nhìn vào bản kinh, lâu ngày chúng ta quen, chúng ta nhìn bản kinh chúng ta biết ý nghĩa, nhưng mà về văn phạm chúng ta không có trao dồi sắc bén bằng cái trường hợp từ cái câu tiếng Việt mà chúng ta dịch ra Pali. Câu Việt dịch ra Pali cái đó quan trọng lắm, thưa quý vị, để giúp cho chúng ta hiểu văn phạm nhiều, chúng ta sử dụng văn phạm dùng nhĩ. Bây giờ chúng ta xài sở thuộc cách. Chúng ta học về sở thuộc cách. Chữ sở thuộc cách là cách thứ 6 ở trong 8 cách của Pali. Và cách thứ 6 này thường dùng trong ý nghĩa chỉ quyền sở hữu của thí dụ như Geheme Pitunu Ahosi, ngôi nhà của cha tôi. Cái chỗ này, chữ này không biết là trong cái bản kinh của chúng tôi in sai hay là quý vị in sai. Ghê hô chứ không phải ghê hê. Ghê hô sư tự tri sửa dùng cái thí dụ của sở thuộc cách đó. Thí dụ ghê hô, ghê hô là ghê hô mê bí tù nô hô xí, ngôi nhà của cha tôi. Chủ từ được đặt ở đầu câu về ghê hô, và trợ động từ đó a hô xí là đó. Thì chúng ta không có dịch nghĩa, mình để phía sau cùng. Còn của cha Pituno, Pitu là người cha, Pituno là của cha. Mà cha của tôi gọi là mê, như trong tiếng Việt của mình á, thì không phải là ngôi nhà của cha của tôi. Nghe nó kỳ lắm, mình nói ngôi nhà của cha tôi vậy là người ta hiểu rồi. Nhưng khi mà chúng ta dịch từ Việt sang Bali á, thì nói đến ngôi nhà của cha tôi thì chữ tôi đó phải xài sở thuộc cách luôn nữa. Ngôi nhà là của cha, cha là của tôi, cho nên ngôi nhà của cha của tôi nó hơi lượm thượm vậy đó. Thì chúng ta phải
dịch cho nó gọn lại ngôi nhà của cha tôi. Nó còn nhiều cái ý nghĩa khác. Nhưng mà chúng ta chỉ học vậy thôi, để nói nhiều quá các Phật tử chúng ta bị rối, cho nên chỉ học những cái ý nghĩa đơn giản được rồi. Hôm nay chúng ta còn phạm chỉ có bao nhiêu đó, còn về cái vấn đề kinh tụng phát âm ở đây thượng tọa Giác Đẳng cho đọc một câu trong cái kinh Lễ Bái Tam Bảo, Lễ Bái Phật, nhưng mà chút xíu nữa chư tăng sẽ hướng dẫn cho quý vị để tụng đọc vấn đề này. Ye cha buddha atita thì ye cha buddha anagata pachupanna thì ye buddha ahang vanda misapada. Tương đối là kinh văn mà thể kệ đó, thì chúng ta mặc dù đọc theo kiểu văn xuôi nhưng mà nó cũng gần, thưa quý vị, cũng như khi mà chúng ta đọc thơ vậy. Chúng ta ngâm thơ là khác, mà khi chúng ta đọc thơ đó thì chúng ta đọc tự nhiên do cái âm vận của chữ, thành ra nó cũng có phần điệu, cái phần điệu gọi là chân đắc. Bây giờ chúng ta để đó đi. Ngày hôm qua học về thắng pháp, học có tâm si và nghi, trong đó có một câu thảo luận mà thượng tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi gì chứ? Cái hoài nghi với cái sự phân vân, cái sự thắc mắc, sự thân vân, sự thắc mắc có phải là hoài nghi không? Hôm nay thì chúng tôi không có hoài nghi về cái bài đọc kinh văn, nhưng mà bây giờ chúng tôi giảng Bali xong rồi, giảng văn phạm xong rồi, bây giờ chúng tôi đang phân vân là gì? Chúng tôi sẽ lấy bài ở đâu để chúng tôi giảng. Chắc có lẽ là chúng tôi cũng lấy nguyên văn Pali đoạn này, nhưng mà chúng tôi tự dịch ra. Ở đây thưa quý vị, cái đoạn kinh văn ngày hôm nay đó là trích từ cái bài kinh Vô Vô Bà Cá Mâu Cà Lâm Ná Sô Tá, nhưng mà đó là bài kinh thứ hai. Thì Vô Bà Cá
Mục Bà La Na số 8 có hai bài kinh, mà trích từ cái bài kinh thứ hai. Buồn như vậy chúng ta đã có kinh văn giải đúng rồi. Cái trường hợp này đó, ai xưa ở Pháp Lữ Hoa Hỷ chờ cho đến khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng post các cái câu bài học xong đã, còn cái về Bali, biến thể Bali theo tám cách thì đã học xong rồi, đừng có post lên như vậy. Như vậy thì Thượng Tọa trích cái đoạn sau. Cái chỗ mà chúng ta chú ý khi được hỏi và tôn giả trả lời thì đó là cái đoạn kinh văn sau, chứ không phải là cái đoạn trước. Lẽ ra cái chỗ này đó, và bởi vì bây giờ chúng ta đang chuyển qua cái bài kinh văn, cái bài kinh văn nó có hai đoạn liên tục với nhau, nhưng mà nếu chúng ta lấy cái ý nghĩa đó, đó, ý nghĩa và sau khi Đức Thế Tôn biên tịch thì giáo pháp là vị thầy, giáo pháp là chỗ nương tựa, ở đây giáo pháp là chỗ nương tựa. Patisarana thì thay vì chúng ta giữ nguyên cái đoạn Pali như là đã được in và chúng ta chỉ chỉnh lại là chúng ta lấy cái đoạn Việt dịch ở phần trước, như vậy nó hay hơn. Còn cái trong cái đoạn sau, cái đoạn toàn bộ đoạn này đó, khi được hỏi Tôn giả Năng Đa trả lời thì đó là câu nói của và là môn vừa bà cá một lần nữa. Ông ta đang thắc mắc là khi được hỏi như vậy, Tôn giả đã trả lời như vậy, thì ý nghĩa nó cần phải được hiểu như thế nào? Ý nghĩa nó cần phải được hiểu như thế nào? Chúng ta phải thêm cái câu sau. Ibaspanapho ananda phastasa kathang atho dathabhuti dathabhu. Cho nên chúng ta phải thêm cái câu đó nó mới. Nó mới đủ. Còn nếu như mà chúng ta cứ lấy cái đoạn Bali mà hồi chiều mà chúng ta có sẵn đó, chúng ta chỉ quán chuyển phải thay đổi và đó là cái câu dịch Việt được rồi. Có thể chúng ta đổi câu Bali cho nó phù hợp với cái bản tiếng Việt, cái bản dịch tiếng Việt ở đây đó, thì nó càng rối thêm nữa, thì nó dừng ngang nửa chừng, nó dừng ngang nửa chừng.
Nhà nửa chừng là dương thưa tôn giả Gotama, tôn giả Ananda. Ý nghĩa lời nói này cần được hiểu như thế nào? Chúng ta dừng ngang đó, bài học chúng ta chỉ tới đó. Nếu mà chúng ta học hết rồi kinh thì dài quá. Còn ở đây chúng ta trích đoạn để nói lên sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, sau khi Đức Phật viên tịch giáo pháp là đạo sư, thì chúng ta chỉ lấy cái phần đầu. Ông Bà La Môn này cũng hỏi tôn giả Năng Đa, và tôn giả Năng Đa đã trả lời cái cuộc vấn đáp như sau. Athinukho phu Ananda eka phikupi te ta gotame thabito ayam vô pamati jena pati sarna phuisati thi yang tâm hệ etarahi pati pa daya tha ya tha ti. Natiko Brahmana ekaphikupi tena pakwa pakwata janata pasta arahata sama sambuddhena thabito ayanghu mamacchayena sat mamacchayena patisarnam pavisatiti yang yang etarati etarahi patipadeya mati. Cái đoạn này đó thì cái câu hỏi như thế này: thưa tôn giả Ananda, thưa tôn giả Ananda, phô Ananda, thưa tôn giả Ananda, athi là cái động từ được đặt ở đầu câu trở thành cái câu nghi vấn. Động từ đặt đầu câu trong tiếng Bali đó thì đó là một câu hỏi. Thay vì xài chữ nút khô, nút nghi vấn, chữ nghi vấn từ vậy là đủ rồi. Chữ nút khô là nghi vấn từ, nhưng mà ở đây người ta để động từ phía trước. Có chăng e kapiku, một vị tỳ kheo Thabito tena phota gotamena Thabito, có chăng một vị tỳ kheo được tôn giả Gotama sắp đặt? Chữ phô ta ở đây đó, cái chữ này thưa quý vị, nếu mà chúng ta học Pali sơ khởi, học Pali sơ cơ thì chúng ta chưa có biết cách để mà chúng ta tìm ra đâu. Thao quan tá tức là tôn giả, thâu quan tá là người khả kính, và chia theo sở dụng cách thì là phô ta, như chữ phát quan tú thiết Đức Thế Tôn thì phát quan ta là bởi Đức Thế Tôn, cho nên phô ta Gotamina là bởi tôn giả Gotama. À dân vị này Patisar đang phụ huyết tí sẽ là chỗ nương tựa vô là cho các ngươi, mà mấy chị đi về đó là sau khi ta độ, sau khi ta tịch. Dân tâm hê ê ta ra hít
Chữ tâm hy ở đây là các ngươi, chủ cách. Etarahi là hiện nay hay là hiện tại. Dân tâm hy etarahi Patipa Deyati. Các ngươi phải y cứ các ngươi phải y cứ dạy mọi lực, dạy khả năng cách. Động từ Patipa Deyati. Patipa Deyathati tức là Patipa Deyathat, ngôi thứ hai. Động từ ngôi thứ hai là các ngươi phải y cứ vào vị đó. Thì tôn giả Nan Ra mới trả lời rằng Nathi Kho Brahmana Nebalambo Nathi Kho Ekaphikku Bi. Không có một vị tỳ kheo nào Tỳ Na Phát Qua Ta Chan Ta Pasata Arahata Sama Samputhina Thabito. Không có vị tỳ kheo nào được Đức Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, A-la-hán chánh đẳng giác chỉ định rằng Giang vua bằng phát chê dê ná và tí sở năng thấu sức tí đề tí dân cái đoạn Bali này thôi giờ chúng tôi lấy nguyên bản chúng tôi đọc cho nó bảo đảm cái đoạn này in sai nữa. Bởi vì khi cái câu trên cái câu mà nói là ai dân vô là ngôi thứ hai, ngôi thứ hai vô là ngôi cái thứ hai thì ai dân vô bằng bách chì về đó và tí sản năng phụ quý tì tí thì trong cái câu sau không phải là dân mà dân e ta ra hí và tí bà đầy già má không phải câu đó mà cái câu đó phải là cái câu dưới. Tại sao trong cái bản Latin thường gọi giai đoạn trích ở lộn xộn đi cái câu dưới đem lên trên, câu trên đem lên dưới. Ở trước mặt chúng tôi là cái văn bản Pali, không phải sự tự trì cái câu chót, cái câu văn mây văn etarahi patipa deya mati, sự đem dời lại ở phía đoạn dưới, sự lấy cái câu mà văn tung he etarahi patipa deya thati đem lên trên giùm, đem chỗ này. Bởi vì ở đây đang nói về tê na phát qua cha na ta vân vân. Ai chăng sau sự lấy đem lên cái bản in sẽ có không, bản in sẽ có không?
Ở trong cái đoạn thứ nhất, Bà La Môn hỏi Đức, hỏi Tôn giả Ananda gì chứ? Thưa Tôn giả Ananda, có một vị tỳ kheo nào được Sa môn Gotama sắp đặt? Vị này sẽ là chỗ nương cho các ông khi ta viên tịch. Nay các ông phải y chỉ vị ấy. Thì Tôn giả Ananda mới nói rằng: Này Bà La Môn, không có vị tỳ kheo nào được Đức Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A La Hán nhận giác chỉ sắp đặt rằng vị này là chỗ nương, sẽ là chỗ nương của các ông và các ngươi hãy nương nơi vị này. Thì Tôn giả Năng Đa ngày khi ông đi, khi đó Bà La Môn hỏi tiếp một đoạn sau: Athi Panna Khô Ananda. Phu Ananda là thưa Tôn giả Ananda. Athipanna ekaphikkhu pi, có vị tỳ kheo nào Sankhena Sammato được tăng chỉ định Sampahulehi Therehi Phikkhuhi Thapito được các tỳ kheo trưởng lão, được nhiều vị tỳ kheo trưởng lão sắp đặt. Ayang nu phát qua tô ách chật dê nát và tư sần năng phụ quý sức tiết dân tâm hê ê ta ra hí. Phật tìm bà đầy dạp và tha tí. Vị này sẽ là chỗ nương tựa cho chúng ta sau khi Thế Tôn viên tịch. Viên tịch chúng ta phải nay chúng ta phải nương vậy. Thì nghe nó đang ngày mới trả lời: Brahmana này Bà La Môn, Natthiko ê cấp phí quý sang khi nó sang bà tô sang hô lê hí thề rê hí phí quý thà bà tô. Này Bà La Môn, không có một vị tỳ kheo nào được tăng chỉ định hay là được nhiều vị tỳ kheo trưởng lão sắp đặt. A dân nô phá khô tô a chi bà tí sạch năng phú quý sạch tí tí. Vị này sẽ là chỗ nương tựa cho chúng ta sau khi Thế Tôn viên tịch. Dân mà dân etarahi patipa đầy dân mà tí. Nay chúng ta phải nương tựa vị ấy. Thì Bà La Môn đó mới hỏi rằng, ông mới nói rằng:
Evan Apatisarne Chapana Kho Ananda. Kho Ananda là thưa tôn giả Ananda. Nhưng trong khi không có chỗ nương tựa như vậy, cô Hê Tú Sa Mắc Ví Gia thì do nhân nào, do nguyên nhân nào mà các vị lại sống hòa hợp được? Nhà Ananda người đáp rằng: Brahmana này Bà La Môn nà khô mà dân Apatisarana, không phải là chúng tôi không có chỗ nương. Sắp Patisarana mà dân, mà chúng tôi vẫn có chỗ nương. Brahmana này Bà La Môn tham mất Patisarnati này Bà La Môn, giáo pháp là chỗ nương của chúng tôi. Thế lớp này là lớp Pali chứ đồng phải lớp tiếng Anh, cho nên mình bỏ cái câu tiếng Anh đó. Sư tôi đi cái câu chót cái gì xa cái câu tiếng Anh này. Thì thưa quý vị, nói tóm lại là trong cái đoạn kinh văn này, nó cũng không có nhiều cái từ ngữ khó khăn, nhưng mà vì ở đây nó có nhiều cái kịch tính là Bà La Môn Gopaka Mokkalana, ông đi đến hỏi tôn giả Ananda chứ có vị tỳ kheo nào mà tôn giả Gotama sắp đặt rằng vị này sẽ là chỗ nương cho các ngươi sau khi ta viên tịch trắng? Thì tôn giả nào ra nói: không có vị tỳ kheo nào mà được Đức Thế Tôn này sắp đặt làm chỗ nương tựa cho chúng tôi hết. Thì Bà La Môn hỏi tiếp rằng: vậy thì có vị tỳ kheo nào mà được tăng chúng chỉ định, hay là các vị tỳ kheo trưởng lão sắp đặt vị này là chỗ nương của chúng ta, chúng ta hãy nương tựa vị ấy? Tôn giả Ananda cũng phủ nhận rằng không có vị tỳ kheo nào được tăng chúng chỉ định, hay là được các vị tỳ kheo trưởng lão sắp đặt vị này, vị tỳ kheo này sẽ là chỗ nương cho các ông, cho các, cho chúng ta. Giờ vậy chúng ta hãy nương tựa để. Thì không có vị tỳ kheo nào mà được Đức Thế Tôn hay tăng chúng mà chỉ định hay là sắp xếp để làm chỗ nương cho các vị tỳ kheo sau khi Đức Phật làm viên tịch. Thế thì ông Bà La Môn hỏi rằng: khi Ngài nói không có vị tỳ kheo nào làm chỗ nương hết,
không có vị tỳ kheo nào là chỗ nương cho thị giả hết, cho tăng chúng hết. Thì vậy thì ông ta mới hỏi rằng do nhân gì, do nguyên nhân nào mà trong tăng chúng có sự hòa hợp? Thì tôn giả nên đáng ngợi trả lời rằng không phải là chúng tôi không có chỗ nương. Cái chỗ nương của chúng tôi ở đây đó, tức là chỗ là giáo pháp, ý nghĩa trọng tâm là ở chỗ đó. Thưa quý vị, đoạn kinh văn này trọng tâm là ở chỗ đó. Cho nên những cái chỗ này chúng tôi cũng hay lý lắm. Khi mà đi đến dự cái đám tang của các vị hòa thượng trưởng lão như hòa thượng Tịnh Giác hay là hòa thượng Giác Chánh gì đó, thì chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi thường hay nhắc trên kinh tăng với các Phật tử, mặc dù biết rằng là sự ra đi của các vị hòa thượng đó giống như là một cái bóng cây đại thụ ngã đổ thì nó trống vắng, nhưng mà đừng nghĩ rằng là hòa thượng trưởng lão đó mất rồi chúng ta không còn chỗ nương, phải chúng ta còn phải còn nương tựa vào giáo pháp mà. Hễ còn giáo pháp của Đức Phật là chúng ta còn chỗ nương tựa. Ngay khi mà Đức Thế Tôn người viên tịch tắc thì Tỳ Kheo cũng khóc than nói rằng hết chỗ nương tựa. Nhưng mà lúc đó các vị trưởng lão cũng khuyên các vị Tỳ Kheo trẻ là hãy nương tựa vào giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhìn rồi đủ rồi. Cái câu mà tiêu đề ngày hôm nay đó, nói sau khi Đức Phật viên tịch giáo pháp là bậc đạo sư đó, chúng tôi xin lỗi là ở đây cái đoạn này là Đức Phật còn giảng khi ngài sắp viên tịch, ngài có nói với tôn giả Ananda như thế này: Yuvo Ananda Maya Thammo Chak Vinayo Chak Disito Panyato So Vu Mà Mấy Thị Dê Nè Sắp Tha. Chữ Sắp Tha là bậc đạo sư, Vô Sắp Tha là bậc đạo sư của các người. Này Ananda, pháp và luật nào đã được Như Lai chế định thuyết giảng thì chính pháp luật đó sẽ là bậc đạo sư của các ngươi sau khi ta diệt độ, ta viên tịch. Còn cái đoạn này đó thì trong cái đoạn kinh văn ngày hôm nay thì cái tiêu đề của chúng ta là sau khi Đức Thế Tôn, sau khi Đức Phật viên tịch vẫn còn cái chỗ nương là giáo pháp, vẫn còn cái chỗ nương là giáo pháp. Thầm mất Patisarana, thầm mất Patisarana, Patisarana là chỗ nương. Sau khi Đức Thế Tôn, sau khi Đức Phật viên tịch, chỗ nương là giáo pháp. Thì ở đây trong cái đoạn mà Tôn giả Ananda đã trả lời cho Bà La Môn Gopakamokkalana thì ngài muốn nói là không phải là chúng tôi không có chỗ nương. Mặc dù Đức Phật lại không có chỉ định một vị tỳ kheo nào làm chỗ nương cho tăng chúng, nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi không có chỗ nương. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì chúng tôi vẫn còn giáo pháp làm chỗ nương. Thì lấy giáo pháp làm chỗ nương, thầm mất Patisara năng. Còn khi mà pháp và luật
là đạo sư, thì tham bát với ni giác sập tha chúng tôi trình bày ý nghĩa như vậy đó. Bây giờ thì cái phần bài tập cũng như hướng dẫn cho đọc phát âm cái đoạn kinh Ye cha Buddha Atita, Ye cha Buddha Anagata, thì thỉnh chư tăng sẽ hướng dẫn cho các Phật tử. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sao thưa quý chúng ta, thưa tôi chút xíu, thưa tôi Tư Quyền, thưa tôi có ở trước máy không? Không biết thưa tôi Tư Quyền có nghe được không? Nếu thưa tôi nghe được xin thưa tôi không khí giúp hướng dẫn cho quý vị Phật tử đọc đoạn kinh vừa post lên. Không biết thưa tôi Tư Quyền có nghe được không? Chào bác. Dạ, dạ, kính thỉnh thưa tôi, thưa tôi quan khí hướng dẫn quý Phật tử đọc bài này, thưa tôi đọc khoảng 10 lần. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Bụt Thị Siêu Tâm Bình Nhất Đẳng, Tôn Tập Pháp Đăng, Tôn Tập Minh Hạnh, Đức Tổ Tri, Nam Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ. Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata bách chấp bàn na cha Ye Buddha Ahang Vanda Misapada. Dạ, con đã đọc xong 10 bản rồi. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa quay trở lại Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú kính trân trường tọa chư quý. Thưa quý Phật tử, bài kinh mà trường tọa chư quý vừa hướng dẫn quý vị đọc đó là một bài kinh rất là quen thuộc khi mà chúng ta để tam thế chư Phật. Nhưng mà ngoài cái sự quen thuộc khi mà chúng ta tụng đọc, còn có một điều quen thuộc khác rất là quan trọng. Đây là một ở trong những cái thể thể kệ hay là thể ca vịnh, chúng ta gọi là gatha. Có tất cả là nhiều cái hình thức kinh văn của Ấn giáo và Phật giáo, nhưng mà riêng về Ấn giáo đó thì họ dùng rất là nhiều cái thể ca vịnh. Và điều này nó có một cái âm hưởng giống như là bên người Việt Nam của chúng ta, mà khi mà nói về đạo giáo chúng ta hay thường viết về thơ hoặc là trong Thất Lục Bát của Đại Sư Lục Bát vậy đó. Và cái thể kệ hay thể ca vịnh này đó là một thể tương đối rất là phổ thông. Chúng ta sẽ có dịp đi qua một vài cái thể khác, nhưng mà cái thể này thường là mà một mỗi một câu như vậy đó là một có tất cả là tám âm. Tám âm này ở trong tiếng Anh chúng ta gọi là syllable. Yeah, syllable. Nếu quý vị đọc lại, quý vị thấy rằng có tất cả là bốn câu. Bốn câu, và ở trong cái mỗi một cái câu như vậy đó, tám âm đó, thì thường là khi họ tụng đó, thì họ ngắt ra ở giữa. Và do vậy, do họ ngắt ra ở giữa đó, một cái luật rất là tự nhiên đó là cái chữ thứ tư luôn luôn là trường âm. Dạ, ví dụ mình nói là về cha putha a te ta chớ, thì cái chữ về cha putha, chữ đa đó là cái âm dài. Rồi về cha putha anagata, rồi bà chư pa na cha về putha ahang wanda misampada. Thì mặc dù cái chữ wanda mí là con đảnh lễ, nhưng mà khi mà họ đọc thì họ vẫn ngắt cái chữ thứ tư là wanda ahang wanda rồi misampada. Dạ, quý vị sẽ thấy rất là nhiều cái thể quen thuộc này khi mà chúng ta đọc vào thể kệ. Dạ, mano puppang gama thamma mano setha mano maya. Thì cái bài này cũng vậy, bài này là một cái thể gatha rất là chuẩn. Dạ, rất là chuẩn. Có một dịp sắp tới đó thì chúng ta sẽ học thêm một số những cái thể kệ. Bali có nhiều thể kệ rất là thú vị, thưa quý vị. Khi mà chúng tôi ở với Ngài Hòa Thượng Hộ Giác đó, chúng tôi có nghe Ngài dạy về 7 cái thể kệ được đề kệ khác nhau trong tiếng Bali, và ở trong tiếng Sanskrit thì nó nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng ở trong cái văn học Phạn ngữ đó, thì thường người ta có cái chữ chúng ta gọi là thánh thi. Thánh thi giống như bên Thiên Chúa giáo thì thánh ca, tức là họ hát những cái bản nhạc để ca ngợi Chúa trong nhà thờ. Thì kinh điển của Bà La Môn giáo đó thường là những cái bản thánh thi. Thánh thi này để ca ngợi Thượng Đế, hay là để nói gọi chúng ta gọi là một trường thi. Và về sau này đó, thì những cái bộ kinh của Phật giáo mới bắt đầu phổ biến cái chúng ta gọi là phương quản, là cái thể mà văn xuôi nhiều. Chứ ngày xưa đó, thưa quý vị, là kinh điển của Ấn giáo phần lớn là ca vịnh, phần lớn là gatha. Trước khi mà chúng tôi sang phần thảo luận khác của chư tăng đó, thì chúng tôi xin trở lại với một vài đoạn, với một vài điều mà trong cái phần kinh văn ngày hôm nay. Bởi vì khi Thượng Tọa Thế Siêu trình bày, Thượng Tọa giải thích nhiều về cái
mặt chữ nghĩa đó, rằng có thể là quý vị bị bận tâm về chuyện đó nhiều hơn. Nhưng mà bài kinh này á, thì nó là một bài kinh trong Trung Bộ mà chúng ta sẽ học tới trong thời gian vài tuần tới đi. Thì trong bài kinh này có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Dạ, rất là quan trọng mà bởi vì đoạn này Đức Phật gặp một vị Bà La Môn và sau đó có vị Bà La Môn khác lại đến. Do đó câu chuyện kể lại và lấy câu chuyện kể đó rồi trả lời, thành ra cái mạch văn nó hơi lủng củng một chút, nhưng mà chúng tôi không có muốn quý vị Phật tử quan tâm đến cái chuyện mà cái văn mà gọi là thuật lại, kể đi kể lại, mà chúng tôi muốn quý vị để ý một đoạn này. Cái đoạn này là đoạn mà chúng ta thường không có để ý lắm. Ở trong đoạn đó đó thì thực sự ban đầu nó khởi sự có một câu hỏi là trong số đệ tử Phật có ai mà ngang bằng với Đức Phật về phương diện tu chứng, về phương diện tuệ giác vân vân, thì Tu Vi Ananda xác nhận là không có ai, không có ai bằng Đức Phật. Thì có một câu hỏi được nêu ra đó là khi Đức Thế Tôn Ngài phiên dịch thì ngài có chỉ định cho bất cứ ai và thay thế cái vị trí của ngài không? Thì Tôn giả Ananda nói là không. Dạ, tức là chúng ta nghe nói thường thường cái vị tổ rồi trở thành đệ nhất tổ rồi nhị tổ rồi tam tổ, thì cái đó không có. Dạ, Đức Phật ngài không có trao cho một ai cái trách nhiệm đó. Và câu chuyện tiếp tục đó là vị đó hỏi rằng như vậy thì mặc dù Đức Phật ngài không có chỉ định ai thừa kế ngài, nhưng mà tăng chúng và chúng sau khi Đức Thế Tôn viên tịch rồi đó, có chỉ định một vị nào để thay thế vào chỗ đó không? Dạ, tức là Đức Phật không chỉ định tăng chúng, không chỉ định, có chỉ định không? Thì Tôn giả Ananda nói là không, trả lời là không. Thầy hỏi như vậy ngài nương tựa cái gì? Dạ, nương tựa cái gì? Khi mà chúng ta nói nương tựa ở đây đó là chúng ta nói về mặt dẫn đạo, lãnh đạo, nó tương đương với cái vai trò của Đức Phật vậy đó, quý thầy. Và Tôn giả Ananda trả lời rằng pháp là nơi nương tựa, giáo pháp là nương tựa. Thì thực ra câu trả lời Tôn giả Ananda rất là đúng như những gì mà Đức Phật ngài đã dạy trước khi ngài viên tịch. Nhưng mà ở đây có một điểm mà chúng ta để ý là trong cái thời đại sau khi Đức Phật viên tịch thì nó có ba cái hiện tượng. Ba cái hiện tượng. Hiện tượng đó là lập tông để trở thành tổ. Dạ, để thành tổ, các vị tổ. Thì nhiều trường hợp đó. Ở đây chúng tôi thưa rằng Phật giáo Nam truyền thì ít, nhưng Phật giáo Bắc truyền đó, thì đôi khi người ta sùng bái vị tổ hơn là Đức Phật đó. Dạ, tức là họ biết nhiều vị tổ Đức Phật. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng tôi nói chuyện với một số quý thầy bên Bạc Tông đó, thì quý thầy theo Tịnh Độ Tông, quý thầy học về Ấn Quang Đại Sư đó. Ấn Quang Đại Sư là một vị tổ của Tịnh Độ Tông, và các vị học kỹ hơn là học chính là dạy Đức Phật. Dạ, kỹ hơn. Hay là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thì chúng tôi ở gần sư trưởng hay là ở gần ông ngoại, những các vị bàn về pháp bảo đàn kinh, về lục tổ huệ năng đó, thì chúng ta mới thấy rằng trong cái nền đạo của Việt Nam mình, đôi khi có những tác phẩm và có hình ảnh mà nó phổ biến trong dân gian nhiều hơn là Phật. Ví dụ như là nói về Đức Phật thì chúng ta biết một cái sơ sài thôi, nhưng mà nói về các vị tổ thì chúng ta đi rất kỹ. Dạ, rất kỹ. Mặc dù không có nói thành lời, nhưng mà cơ hồ như là hình ảnh của những vị tổ đó nó áp đảo cả hình ảnh của Đức Phật. Dạ, đó là một hiện tượng mà chúng ta thấy. Và một hiện tượng thứ hai mà chúng ta cũng thấy đó là đôi khi ở tại các cái quốc gia Phật giáo,
hay là ngay cả ở Việt Nam mà chúng ta có những cái từ mà chúng ta làm, chúng ta thẩm sinh đi, ví dụ như là cái vị tăng đứng đầu là pháp chủ, và chữ pháp chủ thành ra thưa quý vị chúng tôi rất là dị ứng về chữ đó. Cái chữ pháp chủ hay là pháp vương ấy, cái chữ đó không nên để cho một vị tăng, nhất là một vị tăng ngày hôm nay giữ cái vai trò đó. Cái chữ pháp chủ pháp vương chỉ nên để riêng cho người Phật tử nghĩ về Đức Phật là đấng pháp vương vô thượng chẳng hạn. Quý vị, chúng tôi không biết quý vị có còn nghe được chúng tôi nói không ạ? Sở dĩ mà chúng tôi nói ở đây là vấn đề đó là chính Tôn giả Năng Đa là thị giả của Đức Phật á, thì Ngài cũng khẳng định rằng Đức Phật không chỉ định một người thừa kế, và chư tăng cũng không có chọn một cái vị tăng, một vị trưởng lão hay bất cứ ai để thừa kế. Đức Phật không chọn rồi, chư tăng cũng không chọn. Cho dù chư tăng nó nằm trong một giáo hội, chư tăng nằm ở trong một tông phái vân vân, mà chọn thế vai trò Đức Phật là cái chúng tôi thưa cái đó là rất là dở, rất dở. Chúng ta không hiểu được cái tôn ý của Đức Phật, và chúng ta không hiểu được cái tinh hoa của giáo pháp. Chúng tôi dám nói như vậy là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta khôn hơn Đức Phật. Chúng tôi thưa quý vị rằng nếu mà thật sự mà Phật giáo được tổ chức trong hình thức như có một vị giáo hoàng hay có một vị tăng hoàng mà vị đó thay thế cho Đức Phật thì thưa quý vị, nó hỏng rồi. Tại vì quả thật là đời nói tiếp đời không có ai mà bằng Đức Phật. Thành ra cái nỗ lực mà tìm một cái vị lãnh đạo đó, một lãnh đạo mà tuyệt vời, một vị lãnh đạo mà gọi là tối cao, nó tạo ra nhiều cái hệ quả. Chúng tôi làm việc giáo hội Đông Thống Nhất, chúng tôi biết rất rõ là cái hệ lụy mà giáo hội làm đó, bị đó là trong cái tổ chức đó, có khi đặt để một người nào đó ở một cái cương vị nó quá cao trọng đi, nó còn hơn như ông vua vậy đó, như một vị lãnh đạo tối cao. Và cái này là cái vấn đề của chúng ta. Chúng ta tự vẽ bùa để mà đeo, chúng ta tự đề xướng ra một cái người gọi là tối cao tối trọng, rồi chúng ta là bị sụp hố ngay ở chỗ đó. Bởi vì sao vậy? Tại vì cái việc đó chúng ta không có đi đúng. Dạ, không đi đúng. Thành ra chúng tôi nhắc quý vị là dĩ nhiên là khi quý vị nghe từ cầu từ siêu giảng đó, thì quý vị bận tâm nhiều với cái vấn đề chữ nghĩa. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nhắc quý vị là trong cái đoạn kinh này đó khẳng định cho chúng ta thấy là Đức Phật không có chỉ định một người thừa kế ở vào trong cái vai trò của Ngài. Và tăng chúng, mà đúng nghĩa tăng chúng này, cũng không có chỉ định một người thừa kế Đức Phật. Và điều thứ ba mà chúng ta nói đó là Tôn giả Năng Đa nói rằng cái giáo pháp chính là vị dẫn đạo, là vị lãnh đạo, là bậc đạo sư. Cái này là cái mà chúng ta phải nhớ. Và nếu giáo pháp là chỗ nương tựa mà chúng ta không học giáo pháp, không làm cho giáo pháp được sáng, được rõ đó, thì chúng ta mất phương hướng. Chúng ta mất phương hướng không phải là vì chúng ta không có chỗ nương tựa. Chúng ta mất phương hướng là tại vì chúng ta không biết nương tựa vào giáo pháp. Đây là vấn đề rất là quan trọng. Thật ra mặc dù chúng ta mới đọc thoáng qua thì chúng ta có cái cảm nhận là bài kinh này chỉ là một giai thoại, nó chỉ là một cuộc đối thoại giữa Tôn Giả Năng Đa và vị khác. Nhưng mà trong cái đoạn kinh này, bộ kinh rất là ngắn này, nó hàm chứa những cái nguyên tắc, dạ, những cái nguyên tắc rất là quan trọng về cái cơ cấu tổ chức, về sự lãnh đạo Phật giáo. Dạ, có một lần chúng tôi ông Cao Thí Dung, ông là một nhà trí thức của Thiên Chúa, bây giờ mất rồi, ông ghé chùa Pháp Luân thăm Hòa Thượng Hộ Giác, và chúng tôi nói chuyện với ông đó. Chúng tôi thì cũng có phải là một người hâm mộ lắm về ông này, tại vì ông này ông cũng có nhiều vấn đề với Phật giáo lắm. Nhưng mà ông Cao Thí Dung này á, trong buổi nói chuyện thì ông có nói rằng Phật giáo thì mới nhìn thấy là không có tổ chức, nhưng thật sự là siêu tổ chức. Chúng tôi không biết cái lời ông nói nó có chân thành hay không, cái chuyện chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi biết một điều, đó là ngày nay trên thế giới đó, những cái cơ cấu tôn giáo tổ chức càng chặt chẽ thì nó càng có vấn đề. Người Phật tử thường hay mơ ước
người Phật tử mơ ước là một cái hệ thống tổ chức cho nó thật là chặt chẽ, từ hệ thống dọc, hệ thống ngang, từ trên xuống dưới lớp lan, mỗi tập quyền trung ương. Và chúng tôi sống ở trong Phật giáo, chúng tôi cũng biết một số quý thầy, ấy quý thầy cũng có cái mơ ước như vậy. Phật giáo có một cái tổ chức gọi là chặt chẽ. Ngài Ajahn Sumedho, Ngài nói rằng mơ ước về một cơ cấu tổ chức mà lớp lan trật tự đó, đó là cái mơ ước sau cùng của một vị tu sĩ Phật giáo. Chúng ta không muốn là một cái bộ phận ở trong một cơ cấu như vậy. Chúng tôi thưa quý vị là không phải là chúng tôi chủ trương vô tổ chức, nhưng mà ai mà đã sống trong chùa lâu á thì thấy rằng những cái chức vụ, những cái địa vị đó càng nhiều á, thì Phật giáo nó càng bị lũng đoạn thôi. Tại vì sao vậy? Chức cao quyền trọng, ở đâu có ruồi thì có mật, ở đâu có mồi danh vả lợi thì ở đó có lũng đoạn. Cái chuyện mà địa vị chức vụ nó chẳng có lợi ích gì cho Phật giáo hết. Mặc dù có nhiều vị tin như vậy, rất là nhiều vị thèm như vậy, có rất nhiều vị mơ ước là Phật giáo có cơ cấu tổ chức như vậy, nhưng mà chúng tôi thú thật là chúng tôi không mơ ước. Chúng ta đọc kỹ những điều này đó thì chúng ta mới thấy rằng Phật giáo được tồn tại là do những người đệ tử Phật hiểu giáo pháp, học giáo pháp, hành trì giáo pháp, chứ không phải ở cơ cấu tổ chức. Chúng ta chưa có hiểu lời Đức Phật dạy đâu, chúng ta còn mơ ước là lập cái hệ thống này, gặp cơ cấu kia, cơ cấu nọ, rồi có một người lên làm tăng thống, làm pháp chủ, làm địa vị cao trọng đó. Chúng ta hãy nhìn lại ngày hôm nay đó, chúng ta hãy nhìn lại ngày hôm nay đó, những cái cơ chế đó nó tạo ra nhiều cái hệ lụy cho Phật giáo hơn là có, hơn là mang lại cơ lợi thực sự. Thành ra chúng ta phải nói một điều như vậy là cái đoạn kinh này chỉ là một cái đoạn trích ra của một vị Bà La Môn lặp lại những gì được nghe. Và ngay sau đó thì vị này lại hỏi Tôn Giả Ananda Đa, thì Tôn Giả Ananda Đa lại giải thích rằng cái giáo pháp như thế nào gọi là nơi nương tựa của một vị tỳ kheo. Nhưng mà đoạn kinh ngắn đó đó được nói từ một vị thị giả của Đức Phật, từ một cái vị thủ cố chánh pháp, và vị đó khẳng định, và khẳng định một điều rằng sau khi Đức Phật viên tịch rồi, chính bản thân của Đức Phật không có chỉ định người thừa kế. Tăng chúng lúc bấy giờ, thứ gì có nhiều vị còn nhiều vị trưởng lão lắm, trong đó chúng ta phải nói đến ngài Mahakasyapa, Mahakasyapa, ngài Upali, vị này vị kia cũng không có chỉ định một ai thừa kế. Và chư tăng đã tồn tại như vậy, tăng lữ đã tồn tại suốt 2.500 năm qua. Bây giờ chúng ta, thưa quý vị, chúng ta nhìn lại nguyên khởi dòng lịch sử Phật giáo đó. Nhìn mới nhìn rất là vô tổ chức, nhưng mà lại là một cái cơ cấu tồn tại mà không cần phải có một vị pháp chủ, không cần bị tăng thống đứng đầu. Chúng ta cần nghiền ngẫm bài học đó. Chúng ta không nghiệm gần ngẫm điều này, tức là chúng ta quên đi một phần rất là quan trọng ở trong những cái di ngôn mà Đức Phật để lại trước khi Ngài viên tịch. Thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân cái đoạn kinh văn hôm nay. Và chúng tôi chỉ muốn nói một điều rằng mới nghe thì nó chỉ là một giai thoại thôi, nhưng mà kỳ thật ở trong những lời mà chúng ta đang nói rất là nặng ký, rất là quan trọng với chúng ta. Bây giờ thì xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ. Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Dạ, Thượng tọa Pháp Đăng ở trong Phật pháp đó, khi mà chúng ta nói về sự nương tựa, dạ, để chúng ta nói nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng, thì có nhiều sự tranh luận về tự lực và tha lực. Nhưng một người nương tựa ở Tam Bảo có gọi là nương tựa ở tha lực không? Hay là nương tựa ở Tam Bảo cũng là nương tựa chính mình? Và trong cái sự nương tựa chính mình thì
không có chuyện gì mà gọi là mâu thuẫn khi mà chúng ta nói về nương tựa Tam Bảo và nương tựa chính thật bản thân mình. Như câu nói là hãy tự mình thắp đuốc mà đi, hãy tự mình là hòn đảo nương tựa chính mình chẳng hạn. Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Đăng. Alo. Dạ, con Pháp Đăng Đức Tam Bảo, con kính hành lễ Thượng Tọa thì Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Tri Xuân Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào bài tôn cô tu nữ, thần chào Phật tử. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì Phật tử thì chúng ta hãy nhìn vào chánh pháp rồi chúng ta sẽ biết rằng nương tựa cái gì. Cái chánh pháp của Đức Phật á, dù là Đức Phật ngài thuyết về nhân duyên đi thì cũng có sáu nhân: vô tham, vô sân và trí tuệ, nhân tham, sân si. Nếu mà nói về cảnh duyên như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, thì cảnh sắc ai cũng có mắt, cảnh thinh thì ai cũng có lỗ tai, cảnh khí thì ai cũng có mũi, cảnh vị thì ai cũng có lưỡi, cảnh xúc thì ai cũng có thân để xúc chạm, và cảnh pháp thì ai cũng có tâm để tiếp nhận cái cảnh pháp. Như vậy thì Đức Phật ngài biết tất cả, có nghĩa là cái căn quyền hay là cái hệ lụy phiền não mình gọi là cái quyền liệt thắng trí hoặc là khi cứ tùy nguyên phiền não trí đó, thì cái đó là mỗi người cái tùy phiền não khác nhau. Có người thì nặng cái tham dục, có người nặng cái sân hận, nhiều người nặng si mê, hay là chúng ta nói về sáu cái tánh, tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh tầm, tánh giác đó, thì mỗi người có cái khuynh hướng khác nhau. Nhưng mà Đức Phật nhá, ngài biết hết tất cả, ngài biết hết tất cả và ngài thuyết hết tất cả những cái pháp đó. Rồi bây giờ mình học theo cái pháp đó và mình hành theo cái pháp đó thì là lời dạy của Đức Phật. Ở đây á, mình hiểu Đức Phật ngài thuyết có pháp thiện, pháp bất thiện, và ngài khuyên mình nên làm thiện và đừng làm bất thiện. Nên á, đối với Đức Phật á, đại giác là bậc toàn trí, toàn tri nhưng mà không có toàn năng, nên mình không có cầu khẩn Đức Phật. Như vậy thì rõ ràng á, khi mình hành theo chánh pháp đó là mình nương tựa vào cái thiện, cái chánh pháp trong tâm của mình để loại bỏ cái ác pháp. Thì rõ ràng nếu mình hiểu được Đức Phật ngài nói như vậy đó, thì chúng ta thấy mình hành theo chánh pháp đó, cũng chính là nương tựa vào mình. Và Đức Phật là bậc đạo sư, ngài dạy giống như là người thầy thuốc đã biết tất cả những cái loại bệnh và cho tất cả loại thuốc. Và tùy theo cái căn tánh của chúng sanh bệnh gì và uống thuốc gì. Nếu mà nặng về tánh tham mình phải tu cái gì, nặng tánh sân mình tu cái gì, nặng tánh tánh si mình tu cái gì, nặng cái tánh tầm mình tu cái gì, tánh tính, tánh giác mình tu cái gì. Thì Đức Phật ngài dạy hết những cái cơ tánh như vậy. Như vậy thì khi mà mình tôn quý Đức Phật á, vì Đức Phật là bậc Pháp Vương, ngài là bậc toàn tri diệu giác, có nghĩa là ngài hiểu biết tất cả, nghĩa là với cái sự giác ngộ giải thoát dẫn chúng sanh ra khỏi luân hồi. Chính vì điểm đó đó, nếu mình nói rằng Đức Phật á, mình nương tựa vào Đức Phật giống như thần linh á, điều này không có trong Phật giáo. Vì Đức Phật ngài vẫn nói tâm chúng ta có tâm thiện và tâm bất thiện. Ví dụ mà chúng ta thấy cái bài kinh Song Tầm thì Đức Phật ngài cũng nói cái dục tầm nó khởi thì mình dùng cái ly dục tầm, hận tầm hại tầm nó sanh khởi thì mình dùng cái ly dục tầm vô tầm bất hại tầm để mình diệt trừ cái dục tầm sân tầm hại tầm. Giống như là một cái thí dụ, một người đóng cái nêm vào trong cái khe hở đó để lấy cái nêm kia ra. Thì Đức Phật thì cũng dạy như vậy. Như vậy thì rõ ràng á, khi mình hiểu được như vậy đó, thì Phật ngày dạy á, mình nương vào chánh pháp cũng đồng nghĩa với nương vào chính mình, vì mình có cái tâm thiện và tâm bất thiện. Như vậy á, thì khi mình muốn làm cho mình tốt đẹp đó, mình loại bỏ bất thiện và tu tập thiện pháp, và mình giữ tâm ý trong sạch như là cái bài Pháp Cú một số 83 mà Đức Phật ngày 183 đó, Đức Phật ngày nói không làm các việc ác, làm tất cả hành lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Thì rõ ràng á, Đức Phật ngài dạy không làm việc ác mà làm việc lành, mà giữ tâm ý trong sạch.
có nghĩa là tâm ý trong sạch là không có bị bợn nhơ của tham sân si, chính là lời dạy của chư Phật. Dù là bốn cái bài kệ đó là cái truyền thống của chư Phật giáo giới, tất cả cái chúng sanh, thì rõ ràng như vậy đó, khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì dù là Đức Phật Ngài có dạy như là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền, lạc quyền, khổ quyền, ô quyền, hỷ quyền, xá quyền, thì rõ ràng đó, những cái quyền đó nó đều có trong tâm chúng ta hết. Nhãn quyền là sức mạnh của con mắt để bắt cảnh sắc, nhĩ quyền là sức mạnh của lỗ tai bắt cảnh thinh, tỷ quyền là sức mạnh của lỗ mũi bắt cảnh khí, thiệt quyền là sức mạnh của lưỡi bắt cảnh vị, thân quyền sức mạnh của cái thân này bắt cảnh xúc. Thì rõ ràng Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy. Và khi mà chúng ta có khởi lên nhãn quyền là chúng ta thấy, nhĩ quyền chúng ta nghe, tỷ quyền chúng ta ngửi, thiệt quyền chúng ta nếm, thân quyền chúng ta xúc chạm, hoặc là khổ quyền là khi mà chúng ta cảm nhận những cái đau khổ, ưu quyền là chúng ta buồn bực, hỷ quyền là chúng ta vui mừng, hay là xả quyền tâm bình thản. Thì những cái trạng thái đó chúng ta đều có trong tâm hết. Và Đức Phật Ngài đã là bậc Pháp Vương đó, Ngài biết tất cả cái con đường tu tập, mà dù chân tơ kẻ tóc, dù là sơ nhị tam tứ thiền, dù là sơ nhị tam tứ đạo, dù là những cái tầng thiền sắc giới, vô sắc giới, Đức Phật đều biết hết. Và khi biết hết như vậy đó, Ngài dạy hết. Nhưng mà không có một vị đệ tử nào mà thành tựu hết tất cả những cái điều đó. Nên thường thường mình học ở trong 73 cái loại trí đó, thì 6 cái loại trí đó không có phổ thông cho vị tinh văn thần tổ như là Ngài Kassapa, Ngài Xà Lợi Phất. Đó là cái nhất thiết chủng trí, vô chướng ngại trí, đại bi định trí, quyền liệt thắng trí, y cứ tiệm biên trí và song trong trí. Đó là 6 cái loại trí này, nó là không có phổ thông cho những vị tinh văn thượng thủ, mà chỉ có nơi vị chánh đẳng chánh giác thôi. Như vậy á, vị chánh giác Ngài có cái trí nhất thiết chủng trí đó, Ngài biết tất cả, vô chướng ngại trí là không có gì cản trở được cái trí của Đức Phật, dù là cái đó ở lãnh vực nào. Chính vì điểm đó nên á, đệ tử của Đức Phật á, khi mà có nhiều nhất á, cũng là 67 loại tuệ thôi, là pháp vô ngại, ngữ vô ngại, nghĩa vô ngại và biện tài vô ngại thôi. Chứ còn những cái trí như là song thông trí, hoặc là y cứ tùy biên phiền não trí, biết được cái tùy biên phiền não của chúng sanh á, thì chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác mới biết được thôi. Như vậy rõ ràng á, Đức Phật á, là Ngài nói rằng không có một người nào mà thành tựu, hay là Ngài Ananda nói rằng không có một người nào thành tựu đầy đủ hết tất cả các pháp của Đức Phật. Rõ ràng là chỉ có Đức Phật Ngài thành tựu như vậy thôi. Và khi mà Đức Phật Ngài dạy như vậy đó, thì bây giờ một vị tổ nào đó tu cái gì đó, ví dụ mình thấy bốn niệm xứ, Đức Phật cũng dạy thân quán niệm xứ, thọ quán, tâm quán, pháp quán niệm xứ. Nếu có người nào họ nặng, họ tu về thân quán, nặng về cảm thọ, tu về thọ quán, nặng về tâm, họ tu tâm quán, nặng về pháp, họ tu pháp quán. Chứ không phải là Đức Phật Ngài bắt tất cả chúng ta điều hành thân quán hết, hay là thọ quán hết, mà chúng ta hành đi rồi chúng ta coi cái phương pháp hành đó nó có đoạn trừ phiền não, có giảm thiểu những cái phiền não không. Nếu mà giảm thiểu thì chúng ta nên tiếp tục tu tập cái phương pháp thân quán, hay thọ quán, hay tâm quán, hay pháp quán. Như vậy rõ ràng Đức Phật Ngài dạy, nhưng mà tất cả các vị đó khi mà tu tập đó, các vị đã chứng theo cái cách của các vị đó, nhưng mà Đức Phật Ngài biết tất cả. Và căn cơ trình độ của chúng sanh nó cũng khác biệt với nhau, chỉ có Đức Phật Ngài biết được cái căn cơ trình độ của chúng sanh. Nên chính vì cái chánh pháp đó, nên khi mình hành tới chánh pháp đó, cũng là mình nương tựa vào chính mình. Vì mình làm ác nghiệp đó, mình rơi vào đọa xứ, mình làm thiện nghiệp đó, mình sanh vào nhàn cảnh. Mình làm thiện sắc giới để chứng thiền sắc, thiền vô sắc, hay là thiền siêu thế, mình chứng đắc đạo quả. Thì những điều này được Đức Phật Ngài thuyết tất cả. Và khi mà chúng ta có khả năng chúng ta hành tới đâu, bởi vì trong cuộc đời quý vị biết rằng Đức Phật Ngài đã tu ba la mật rất là lâu, nên khi mà Ngài thành tựu nhất thiết trí đó, Ngài thành tựu tất cả. Nhưng mà những vị đệ tử của Đức Phật đó, thì chứng đắc đó, có thể là nhiều khi tu được quần tư đà hàm, a na hàm, a la hán, hoặc là nhiều khi chứng được sơ nhị tam tứ thiền, hoặc là bốn thiền vô sắc, nhưng mà hoặc là chứng diệt thọ tưởng định. Nhưng mà những cái khác nữa đó, thì những vị đó như là những cái trí của Đức Phật đó, thì những vị tinh văn thượng thủ cũng không có vấn đề này. Và chính vì chúng ta thấy như là nghiệp duyên cũng vậy, Đức Phật nói có nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Nghiệp cho ra quả hiện tại, nghiệp cho ra quả tương lai, thì Đức Phật Ngài dạy hết như vậy. Và khi mà chúng ta nghe, chúng ta biết rằng mình tạo cái nghiệp đó nó đưa đến cái kết quả tương lai nếu mình còn luân hồi. Còn nếu mà những vị A-la-hán thì cái kết quả tương lai không có, vì những vị đó không tái sanh nữa.
Thì những điều đó đó, khi mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài mới dạy cái điều đó, chúng ta hành trì đó, như là bài 40 Đại Pháp, Đức Phật Ngài nói phải chánh kiến để đánh sanh y, và chánh kiến để đánh đạo chi đó, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Đức Phật Ngài đều nói như vậy. Thì rõ ràng Đức Phật dạy mình tu tập tới đâu đó thì mình sẽ biết được tới đó. Và khi mình tu tập tới đâu đó thì mình chứng ngộ tới đó. Và Tam Tạng Kinh Điển, lời dạy của Đức Phật đó, để cho mình tham khảo, để cho mình học hỏi, để cho mình suy nghĩ, suy tầm, suy tư theo đó để mình tu chứng, mình tu chứng, mình đoạn trừ phiền não. Nên cái chánh pháp của Đức Phật đó, là những cái lời dạy được ghi lại Tam Tạng Kinh đó. Thì con nghĩ rằng nếu một người Phật tử nào vừa nghe chư Tăng giảng nhưng mà vừa có Tam Tạng để mà coi, để mình nghe chư Tăng nói cái bài kinh nào, mình lục cái bài kinh đó mình coi lại, mình coi lại là điều rất là cần thiết. Vì mình giống như mình nương tựa vào cái chánh pháp. Chứ còn nếu mà mình nghe giảng, bởi vì Đức Phật này cũng nói mình nghe người khác nói mà không khéo suy nghĩ sanh tà kiến, và nghe một người khác nói nhưng mà khéo suy nghĩ thì sanh chánh kiến. Và cái người đó thuyết giảng chánh pháp thì mình sanh chánh kiến. Còn ngược lại, cái người đó thuyết giảng tà kiến đó, thì mình cũng bị nghe và không khéo suy nghĩ cũng sanh ra tà kiến. Chính vì điểm đó nên khi mình có lỗ tai đó thì phiền não lộ hoặc đó, nó có trong tâm của mình, nó nương vào nghĩ thức để nó sanh ra những cái kiến xử lộ hoặc là nhãn thức này kia nọ. Chính vì điểm đó nên mình thấy Đức Phật này cũng dạy có lộ ngũ, có động lực, hay là lộ ý có động lực. Thì nó tạo thành nghiệp, nghiệp từ tâm của chúng ta, và sở hữu tư đó là tạo nghiệp luân hồi. Như vậy thì rõ ràng dù mình có nghe là mình hành trì có lòng tin với Tam Bảo, có hành trì với chánh pháp cũng là nương tựa vào mình để mình tìm hiểu được cái sự thanh tịnh của bốn đạo bốn quả là tăng bảo trong tâm của mình, và mình tỏ ngộ cái chánh pháp mức độ nào thì cái sự giác ngộ mình gọi là tâm đạo, nó cũng giống như là bậc giác ngộ vậy. Coi mình giác ngộ tới đâu và mình hành trì đó để mình có cái chánh pháp để mình coi mình có tới đâu và mình còn phiền não gì để mình tiếp tục tu tập. Thì con nghĩ đó là cái cũng là nương tựa vào chính mình để có một bậc đạo sư ở trong chánh pháp đó và có cái sự hành trì để đoạn trừ lậu hoặc. Thì trong cái câu hỏi của Tượng Tọ thì con khẳng định là khi mà mình nương tựa vào mình đó, và nương tựa vào chánh pháp đó, là muốn nói đến 37 pháp bồ đề trợ đạo, và nương tựa vào chánh pháp đó chính là bậc đạo sư. Dạ, con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh Tượng Tọ trở lại. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Tư Quyền ấy, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền nghe được, xin Thượng Tọa Tư Quyền trả lời cho cô thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tư Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Sư Nguyên Thông ấy, Sư Nguyên Thông. Ôi, dạ, thấy Thượng Tọa Tư Quyền rồi. Thượng Tọa Tư Quyền, nếu mà giáo pháp là nơi nương tựa, nhưng mà mỗi người nói một kiểu, mỗi một vị thầy đều chú trọng riêng một quyển kinh, rồi chúng ta không có cái hệ thống kinh điển chuẩn mực mà nó rất là tạp, thì Thượng Tọa có nghĩ là nó có vấn đề không? Nếu giáo pháp là nên nương tựa chúng ta mà giáo pháp nó hỗn tạp quá, nó ô hợp quá, và giáo pháp không có nhất quán, trống đến xưa càng khởi ngược, người đề cao quyển kinh này, người ta đề cao quyển kinh kia, thì nó có, chúng ta có mất phương hướng không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tư Quyền. Nam mô Bụt Thầy, giới Nam mô Tham Ma, giới Nam mô Sang Khai, giới Giới Thôi, chúng được nghe rõ. Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng ta kính lễ đến Sư phụ Thị Siêu, Tự Tự Giới Đắng, Tự Tự Phật Đăng, Tự Tự Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Sư Nhân Thân, cùng Chư Tăng Đăng, hiện diện, thân trợ lý tu đức, cùng Chư Phật Tử. Nhờ kết bạch Thượng Tọa qua thật như vậy, nếu giáo pháp là nơi nương nhờ, nương tựa mà chúng ta không thể, không có một hệ thống chuẩn mực như Tam Tạng giáo điển thì tạo nên một cái mất phương hướng, đây là sự thật. Chúng ta thấy ngày hôm nay, từ ngày xưa đã là như thế, ngày hôm nay thì nó rối luôn, chúng ta gọi là rối luôn.
đưa ra pháp môn này, đưa ra cái chữ mực kia, thì cũng là một cái tinh thần lời dạy, cứ đóng mặt đây là lời dạy của Phật, đây là tổ truyền, đây là coi như là truyền thừa thế này thế kia. Nhưng quả thật thì không có một cái sự thống nhất, một cái việc thống nhất nó được từ A tới Z được. Bởi vì chính vì không có thống nhất như vậy, cho nên người nào thì múa theo cái cách của mình thích theo cái phương hướng này, nói theo cái phương hướng này, và cái phương hướng đó xong chúng ta rồi chúng ta đóng mặt vô đó là lời Phật dạy đó, bởi vì nó sai cho đó. Bởi vì sự thật những gì mà Đức Phật Ngài tự thân kinh chứng nghiệm qua, đã thể nhập, tự thân thể nhập là kinh qua, chứ không phải là Ngài bằng cái sự suy nghĩ của Ngài mà Ngài nói ra. Những pháp mà Đức Phật Ngài nói để chúng ta thiết thực hiện tiền, để chúng ta đến để mà thấy, đến để mà nghe. Thì ở đây chúng ta thấy đến để mà thấy, thấy được là do đó chính là đến để mà học hiểu, đến để mà thực hiện. Phải nói rằng hôm nay có một vị thầy này lưa đến cái bộ kinh này, phải nói trì tụng bộ kinh này, thực hành theo bộ kinh này là nó hay. Còn đây là cái coi như thượng thừa, coi như là giáo lý của đại thừa, giáo lý của thượng thừa, vân vân. Tất cả những chuyện đó là, nếu mà lời dạy Phật thì lời dạy nào cũng là lời dạy cao cả, lời dạy nào cũng là lời dạy chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, mà tùy theo khả năng của chúng sinh có thể sớm chứng đắc hay hoặc là chậm, hay hoặc chứng đắc tùy theo cái tầng thánh. Chứ còn nếu như đưa ra nhiều cái hệ thống quá đi, nhiều cách tu quá đi thì nó nguy hiểm. Cũng như chúng ta nhớ Đức Phật nói cái ekajano maggo, chỉ có một con đường đưa đến sự chấm dứt sự bị khổ não, đó chính là thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ. Nếu ai tu tập xuyên suốt trong 7 ngày sẽ chứng đắc thánh quả, tu tập trong 7 tháng, tu tập trong 7 năm vân vân, thì như thế đó là Ngài đã đưa một con đường chắc như tiền quả chân. Rồi những cái bài kinh Ngài được ngài giảng thuyết, những cái lý kinh đó đã quá đủ. Nhưng điều người ta lại từ cũng lý kinh đó, người ta lại được chuyển ra một phương hướng khác, hay là người ta chế tác ra một cái lời nói khác đó, rồi cũng mặc là của Phật. Thì đây là chính là làm sao mà không mất phương hướng được. Bởi vì nó không có cái nền tảng, nó không có một cái y cứ, nó không có một chỗ dựa, thì chắc chắn rằng nó sớm phai tàn, nó sớm lỡ đi, nó mất đi và nó tróc gốc đi, và nó kết thúc sớm. Và ở đó làm cho những người tu tập càng tu càng bị mất phương hướng, càng bị phân vân. Nhiều khi người ta nói người ta tôi thấy tu an vui. Thế nào là an vui? An vui khi thân tâm này nó không khởi lên ác bất thiện pháp. An vui khi thân tâm này những thiện pháp chưa sanh nó đã sanh, những ác pháp đã sanh nó suy giảm. Cái tâm an vui tức là tâm nghiệp này nó thanh, ít nhất nó cũng được trong sạch, ít nhất nó cũng được tốt đẹp. Chứ còn chúng ta nói chúng ta an vui là sao? Thấy không mệt mỏi đó chính là an vui. Nó chỉ như thế à? Dạ, thì có thể nói là cái bậc thượng tọa, nếu như mà lời dạy đó mà không dựa trên hệ thống chuẩn mực tam tạng kinh điển, mà chỉ là một cái hệ thống giáo lý mà do từng vị rồi đặt chế ra, đây tức là phải tu theo cách này, phải tu theo cách nọ, thì điều đó nó đều là phi giáo pháp của Phật, không phải đúng cái tinh thần, và cũng là không có chuẩn mực, và cũng không có thể thành tựu, bởi vì phương hướng nó không đặt định đúng. Cho nên nó khi mà đặt không đúng phương hướng thì chắc chắn chúng ta đi sai hay đi chậm hay đi lầm, thì chắc chắn đó chính là giá trị mất phương hướng. Cô kính có được điều trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cùng thành thượng tọa Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, kính xin sư thượng thầy quyền. Sư Minh Thông ơi, sư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Dạ. Sư Minh Thông có câu hỏi này. Ví dụ như là có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng đặc điểm Phật giáo là người Phật tử có thể đắc những gì mà Đức Phật đã chỉ đắc. Thí dụ như là người ta hay nói câu là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành chẳng hạn. Dạ. Và mình nghĩ là mình rất là tự hào về điều đó, là ở trong Phật giáo khác với các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo là mình sẽ đắc cái gì Đức Phật đắc. Trong bài kinh điển thì cũng có đoạn nói rằng có những điều không ai có thể có cái trình độ đắc chứng ngang bằng với Đức Phật được. Tất cả các đệ tử Phật chúng tôi xin lỗi là bài cái đoạn đó không có được trích ở tại đây, nhưng mà trong bài kinh này có đoạn như vậy. Tại vì Đức Phật có những cái điểm mà một vị chánh đẳng giác mà tất cả những vị sinh văn giác không ai có thể bằng được. Thì Sư Minh Thông có thể nói rằng ở phương diện nào một người đệ tử thì chứng đắc điều mà Đức Phật đang chứng đắc, mà ở một phương diện nào thì người đệ tử Phật không thể chứng đắc điều mà ngang bằng với Đức Phật được. Xin thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con tuân lệnh Sư Phụ góp ý cho câu thảo luận số 3, hỏi rằng ở phương diện nào một đệ tử Phật chứng đắc được những gì Đức Phật đã chứng đắc, ở phương diện nào những đệ tử của Phật không bao giờ chứng đắc được, chứng quả được ngang hàng bằng với Đức Phật. Kính thưa Sư Phụ, trong giáo pháp của chư Phật đó thì có 3 bậc Phật, là cái bậc Phật cao cả nhất, ta gọi là bậc Phật toàn trí, mà tiếng Pali gọi là Samma Sambuddho. Còn cái bậc Phật thứ nhì là bậc Phật Bhaktika Putha, là bậc Phật độc giác hay là viên giác, là Phật độc giác. Và bậc Phật thứ ba là bậc Phật thanh văn giác, gọi là Savaka Buddho. Thì cái người mà Savaka Buddho là có khả năng thành tựu 10 cái ba la mật. Thì 10 cái ba la mật này là đối với lại chúng ta thì không phải là dễ dàng được, là bởi vì có vấn đề mà bố thí đó. Thì có bố thí vợ, bố thí con, bố thí một phần thân thể của mình, cái người chúng ta khó mà làm được điều đó. Đừng nói là bố thí cả thân mạng, mà con đọc kinh con thấy khi mà Đức Phật nhìn thấy mà con cọp và một bầy con nó đói khát khổ sở như vậy, rồi ngài mới leo lên cây đó, ngài cứu vớt nó bằng cái hiến thân cả thân thể của ngài, ngài thả xuống để cho mấy con chuyển nó ăn. Và bố thí vợ, bố thí con, thì tất cả những điều đó chúng ta đọc trong kinh chúng ta thấy thật sự mà đối với chúng ta rất khó làm, không phải dễ làm. Vì vậy cho nên cái mà thành tựu được một vị gọi là thanh văn Phật là Savaka Buddha đó, thì là một chuyện mà có thể là nói là một cái mơ ước của tất cả chúng sanh ở trên gian này, để có thể chứng đắc được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Ra Hán. Chứ còn mà nói mà đến chừng Bhaktika Buddho hay là Samma Sambuddho thì cái chuyện đó có thể nói là trong cái văn chương chúng ta thấy là khoảng từ 10 tỷ năm tới 20 tỷ năm thì mới có xuất hiện một vị Phật trên trần gian này. Thì cái điều đó thì con có hỏi sư phụ và có hỏi nhiều người nữa, có ai biết khả năng là bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp sống của chúng ta để thành tựu điều đó không? Thì trong kinh sách thì không có nói điều đó, mà chỉ nói rằng là cái thời gian đó rất lâu. Cái thời gian đó là cái thời gian mà lúc đó không còn Phật giáo trong thế gian này, không còn chùa, không còn kinh sách, không còn cái áo vàng, không còn nhà sư trọc đầu. Thì cái đó thì nó phải một thời gian rất là lâu xa. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà một vị Phật chính xuất hiện trên trần gian này thì Đức Phật giảng giải rằng điều đó rất khó hiếm có. Và chúng ta là cái người mà đã gặp được giáo pháp của Đức Phật, mà hiểu được giáo pháp của Đức Phật, tức là như thấy Phật, thì là chúng ta là người rất là may mắn. Kính thưa sư phụ, tất cả những vị có mặt trong rung này rất là may mắn, là không phải trong kiếp này mà chúng ta có mặt trong rung này, nhưng mà chúng ta đã từng có mặt ở nhiều kiếp trước của chúng ta và đã từng nghe pháp
Và khi mà nghe nói giáo pháp của Đức Phật hay là nghe là lớp Phật Pháp Buddha Thamma, thì từ cô Thanh Thủy Trần, cô Diệu Giác, cô Hồng Nhật, cô Lăng Già Nguyệt, Lữ Khách hay là Nguyên vân vân đều có cái tâm xúc động, cảm động và hạnh phúc nhìn vào rung. Con thì mỗi ngày thì được lần có thời gian để mà ngồi thiền và hai lần có thời gian để tụng kinh. Thành ra đó là một cái hạnh phúc. Và khi mà con được tụng kinh, những cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh Nhật Tụng, thì con cảm thấy rất ư là hạnh phúc. Là vì vậy, kính thưa sư phụ, những người mà có cái duyên đã hiểu biết được một phần nào giáo pháp, thì những người đó sẽ mê say và tụng đọc, và kính trọng giáo pháp, và kính trọng Phật, kính trọng Pháp, và kính trọng Tăng. Còn những người chưa hề mà được nếm được cái vị ngọt cái giáo pháp, tức là khi mà chúng ta làm được một hạnh bố thí, khi mà chúng ta làm được một việc trai tăng, khi mà chúng ta được lễ Phật, thì chúng ta hạnh phúc. Vì đó là cái hạnh phúc của những người mà hiểu biết đi giáo pháp. Thì phải có những cái hạnh phúc đó thì mới có thể đam mê, có thể mà say mê và có thể mà kính yêu, tôn kính Tam Bảo. Còn không có những cái hiểu biết được cái vị ngọt cái giáo pháp, thì khi mình mới nói giáo pháp thì họ lờ đi, đôi khi là họ khinh bỉ biểu môi nữa, thì tội nghiệp cho những người đó, kính thưa sư phụ. Cho nên không phải bất kỳ người nào trên thế gian này 7 tỷ người mà bao nhiêu người có bao nhiêu được lớp Phật giáo như là vợ lớp này ở trên trần gian này, thưa sư phụ, rất là hiếm. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu biết và phải lấy làm hạnh phúc để mà theo dõi. Là bởi vì theo con biết thì hồi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tiền cách đây hơn 2.564 năm đó, thì Ngài giảng pháp, thì mỗi lần Ngài giảng pháp biết bao nhiêu người chứng ngộ. Thì mình thấy dường như những sự chứng ngộ đó thì rất là dễ dàng. Một lần mà Đức Phật giảng pháp lại biết bao nhiêu người đó. Vì vậy cho nên mà bây giờ chúng ta không nói là chúng ta mà cũng nhiều người như chúng ta mà cũng hành trì miên mật liên lỉ, nhưng mà chúng ta đi đến đâu là bởi vì cái parami chưa đủ có, và những cái năng lực của chúng ta chưa được đúng cách. Thành ra là chúng ta chưa có thể được thành hành trì, nhưng mà chúng ta có đạt được một phần nào hiểu biết, cái tầm hiểu biết chúng ta rộng mở hơn, và cái sự tinh tấn và sự trân quý giáo pháp của chúng ta càng vững chắc hơn. Nhưng mà có lẽ là chưa đủ, bởi vì nếu đủ thì chúng ta đã được là Tu Đà Hoàng Tứ Hàm, A La Hàm, A La Hán, hay là Sơ Nhị Tam Tứ Thiền, hay là Không Vô Biên Xứ, Sức Vô Biên Xứ, Vô Sự Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Tưởng Xứ Thiền, tất cả những 8 thần thiền hay 9 thần thiền, 9 thiền của Diệt Thọ Tưởng Định đó mà trong chúng ta ít ai có được. Con không dám nói là không có, nhưng mà ít ai có được. Vì vậy cho nên là kính thưa sư phụ, cuộc đời của chúng ta đã dính liền với lại giáo pháp, thì con đường của chúng ta là cái thẳng tiến mà đi, để có thể mà thâu ngắn được cái kiếp sống của chúng ta, để mà tiến đến cái đạo quả. Bởi vì chúng ta sự thật nói là chết nhưng mà không có mất, là chết đây thì sanh kia đó, mà cái sanh kia cái đó là tùy theo cái ba la mật và những cái thiện sự mà chúng ta đã làm trong kiếp này, để mà có kiếp sau chúng ta đã tươi sáng hơn một chút. Và như vậy đến khi mà Đức Phật thứ năm đã ra đời thì chúng ta đã có thể có một cái parami nào đó để được lọt vào trong võng mạc của Ngài, mà để được Ngài tế độ. Và đó là con đường mà tất cả chúng ta trong rung này đang tiến tới. Kính thưa sư phụ, ở phương diện nào một đệ tử Phật chứng đắc những gì mà Đức Phật chứng đắc? Thì ở phương diện là chúng ta xả ly được những điều mà tham sân si, tức là vô tham, vô sân, vô si. Mà được vô tham, vô sân, vô si thì chúng ta có thể là chứng đắc tùy những cái sự thành tựu trong cái việc mà xả ly của chúng ta. Trong giáo pháp của Đức Phật là không phải là đạt được cái gì cái kia, nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật là chúng ta bỏ được cái gì, bỏ được bao nhiêu cái tham, bỏ được bao nhiêu cái sân, và bỏ được bao nhiêu cái si mê. Và tùy theo cái trình độ bỏ được đó thì chúng ta chứng đắc những cái đạo quả tương ứng với cái việc làm của chúng ta. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con đã được học, đã được biết đến đó mà thôi. Cao hơn nữa thì con không có thể với tới. Con xin trao mãi được sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm.
để con được mở rộng tầm nhìn và chư Phật tử trong rung sẽ được học hỏi trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh sư phụ trở lại mic. Sa thú kính trình sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, sư trưởng đó có thường nhắc đến cái thí dụ này, đó là có ba hạng người khác nước. Một người đó là tự mình đi tìm nước về, tìm nước để uống, nhưng mà không mang về cho người khác được vì không có khả năng mang về. Có người đi tìm nước để uống và có khả năng mang về cho người khác, và cũng có người không có khả năng đi tìm nước nhưng mà người khác mang về cho lại thì uống. Thì cả ba cái cách thế nó khác nhau, nhưng mà có một thứ mà không khác đó, tức là một thứ hoàn toàn giống nhau, đó là hết khác. Cái trạng thái hết khác thì rất là giống nhau. Thế đây chúng ta nên hiểu rằng đối với chư Phật, dù là toàn giác, độc giác, trinh văn giác, thì giải thoát, niết bàn không có khác biệt. Khi các ngài đạt đến cảnh giới giải thoát hoàn toàn thì giống nhau, không có khác biệt về điểm này. Nhưng mà riêng với một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, ngài có những điều thù thắng mà những đệ tử không thể có được. Ví dụ như là tự mình giác ngộ, thì tất cả những đệ tử Phật không có vị nào tự mình giác ngộ được, kể cả Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất Đại Trí Tuệ hay ngài Ma Ha Ca Diếp chẳng hạn. Thì những vị này đều được khai thị bởi Đức Phật, là các vị không thể tự mình giác ngộ mà được khai thị. Thì Đức Phật ngài bậc gọi là Sambuddho, dạ, là bậc tự mình giác ngộ, Samma Sambuddho, bậc tự mình giác ngộ. Chúng ta cũng biết một điểm khác, đó là chư đệ tử Phật không thể nào là vị khởi xướng xây dựng ngôi nhà giáo pháp được. Dạ. Tất cả những đệ tử Phật, dù là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Đăng Đa chẳng hạn, là bị thừa hưởng gia tài giáo pháp Đức Phật để lại. Dạ. Nhưng mà gọi là từ một cái chỗ mà không có giáo pháp mà để chuyển pháp luân và rồi giảng dạy giáo pháp, ban hành giới luật vân vân, thì về phương diện gọi là khởi đầu một truyền thống và truyền thống được tiếp tục, thì chư đệ tử Phật không có vị nào có khả năng để khởi đầu truyền thống đó. Đó là việc mà gọi là vô song, không ai bằng được Đức Phật. Không ai bằng. Ngoài cái chuyện mà không thể tự mình giác ngộ ngộ, thì vì chư đệ tử Phật không có ai mà có thể khởi sự để thành lập giáo pháp. Dĩ nhiên trong thế gian này, thưa quý vị, cái gì mà người ta đã phát minh, ta làm rồi đó, thì mình tiếp tục làm thì cũng có lợi ích, chứ không phải là không có lợi ích. Nhưng cái người phát minh đầu tiên, từ chỗ không ai biết mà mình tự tìm ra đó, thì đó là một điểm mà không thể phủ nhận được rằng rất là vi diệu, rất là đặc biệt. Và chúng ta cũng biết rằng về phương diện mà gọi là giác hạnh viên mãn, thì không có một đệ tử Phật nào mà về giác hạnh viên mãn như Đức Phật. Đức Thế Tôn ngài sanh ra trong một cái gia đình sát bế lỵ, một cái tuổi thơ rất là cao quý. Ngài xuất gia khi chưa tới 30 tuổi, và sau khi thành đạo ngài hoằng pháp 45 năm, ngài viên tịch trong 80 tuổi. Và những đệ tử của ngài thì bao gồm đủ mọi giai cấp trong xã hội, nào là vua chúa, các vị trí thức bà la môn, kể cả những tướng cướp, những kỹ nữ, vô số chúng sinh. Thì cái khả năng mà độ sinh của Đức Phật gọi là thiên nhân chi đạo sư, vấn đề là chúng sanh trong nhiều giai cấp
mà đến với giáo pháp hòa như là nước con sông và vào nước biển. Một cái vị gọi là điều ngự trường phu, thì cái khả năng mà gọi là tế độ chúng sinh đó, thì cũng không có ai bằng được Đức Phật. Chừng đó, mặc dù là kinh điển Đức Phật là để nhất về thuyết pháp rất là lỗi lạc, như tôn giả Mahakachayana hay là tôn giả Ananda là vị thủ khố chánh pháp, là vị một bụng kinh luân, tức là ở chứa vô số giáo pháp, nhưng mà cái khả năng mà độ sanh thì không có ai bằng Đức Phật. Dạ, không có ngang bằng. Dạ, không ngang bằng Đức Phật. Như chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn gọi là đấng thập lực, ngài có một cái khả năng gọi là biết được cái căn tính của chúng sanh. Dạ, cái khả năng biết căn tính chúng sanh, thì cái khả năng này thưa quý vị, nó không đơn giản, nó vi diệu lắm. Ví dụ như mình nói chuyện với một người nào đó, mình biết họ là thuộc về thương gia, thuộc về giới trí thức, trí văn nghệ sĩ, mình chọn cái lời nói thích hợp á, nó chỉ là một chuyện rất nhỏ của câu chuyện thôi. Dạ, khi mà mình đọc những câu chuyện về vua chúa, về các vị bà la môn, về những vị sĩ ngoại đạo vân vân, du sĩ ngoại đạo, mà mỗi người Đức Phật có những vấn đề khác nhau, có căn cơ khác nhau, mà Đức Phật ngài nói vài câu, ngài trước một bài pháp mà những vị này chắp tay lên nói rằng như người lật lại những gì bị úp xuống, đâm đèn vào chỗ tối cho người có mắt được thấy, con xin quy Phật, con xin báo quy tăng. Cái chuyện nó không dễ, hoàn toàn không dễ. Thời buổi chúng ta, quy Phật tử thấy rằng khi mà mình nói chuyện với người khác, nhiều lắm là họ nói ồ thầy nói có lý, là chuyện đó là khá rồi. Có cái khả năng mà nói mà để cho một người mà có nhiều cái phiền não, có nhiều cái cố chấp, thậm chí một tướng cướp mà gọi là cuồng sát, mà chỉ nghe Đức Phật dạy một câu mà quăng gươm xuống lại Phật, lập địa thành Phật, thì thứ vì chuyện đó không có đơn giản. Nên về phương diện mà độ sanh thì cũng có ai bằng Đức Phật. Thì bây giờ dĩ nhiên là còn có nhiều phương diện khác mà chúng ta không nói, nhưng mà chúng tôi có thể nhắc một cách rất là ngắn gọn rằng mặc dù những đệ tử Phật không thể tự mình giác ngộ, những đệ tử Phật không thể khởi sự một truyền thống như Đức Phật, những vị đệ tử Phật không thể có khả năng độ sanh giác hạnh viên mãn như Đức Phật, nhưng mà nói về sự giải thoát, nói về Niết Bàn thì hoàn toàn không có sai biệt. Hoàn toàn không có sai biệt. Dạ, tức là Đức Phật giải thoát như thế nào, ngài chứng đắc Niết Bàn thế nào, thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng được như vậy, tôn giả Ananda cũng được như vậy, Bhattacharya cũng được như vậy, và những ai tu tập khác cũng được như vậy. Nên về những điểm này thì chúng ta nên hiểu là tại sao trong bài kinh này, thật ra bài kinh này chúng ta sẽ học tới, ở trong bài kinh này thì tôn giả Ananda có khẳng định rằng Đức Thế Tôn đã phiên dịch rồi, và khi được hỏi có đệ tử nào mà có cái trình độ sở đắc sở chứng ngang hàng với Đức Phật không, tôn giả Ananda nói rằng không. Đức Thế Tôn ngài có chỉ định cho ai là thừa kế ngài không? Không. Và tăng chúng có đề cử một ai để thay thế cho chỗ cái địa vị của Đức Thế Tôn không, để lãnh đạo tăng chúng? Cũng không. Thì như vậy là một lần nào mới nói rằng như vậy là các ngài mất phương hướng, không nơi nương tựa, không người lãnh đạo. Thì tôi nói không phải, chúng tôi nương tựa ở giáo pháp. Và phải nói một điều như vậy là nếu chúng ta muốn nương tựa giáo pháp thì chúng ta phải có chuẩn mực về giáo pháp. Giáo pháp phải được rõ ràng. Dạ, ngày nay mà Phật giáo suy đồi không phải là vì chúng ta không có tiền. Phật giáo suy đồi không phải là tại vì thế này thế khác, mà Phật giáo suy đồi là tại vì cái giáo điển của chúng ta không có rõ ràng. Chúng quý vị thấy trong cộng đồng Việt Nam á, kẻ nói đông người nói tây. Phật tử Việt Nam mình rất là vui khi mà có những cao trào, có những thầy này bữa nay là chúng tôi sống ở Việt Nam không biết sao, nhưng mà chúng tôi sống ở Mỹ đó, có lúc người ta rất là mê cái vấn đề Phật thất. Dạ, ở đâu mở Phật thất là súng nhau đi đến, có những người rất là mê để cung thỉnh từ Phật Ngọc đến để mà làm lễ, có những người thích phong trào thiền của ông Tám, có những thích
phong trào này không được khác, và Phật tử Việt Nam có vẻ rất là hào hứng về những cao trào như vậy. Nhưng mà chúng tôi thưa rằng những cái sự nổi bật của các cao trào đó chỉ nói lên một điều, con thỉnh sư trở lại bạch sư. Chúng ta phải luôn luôn tự nói với chính mình rằng nếu chúng ta muốn có một giáo pháp hưng thịnh thì chúng ta phải làm sao giáo pháp đó rõ sáng ở trong lòng của chúng ta, và giáo pháp quan trọng. Còn nếu giáo pháp không quan trọng thì thưa quý vị, dù chùa có to, dù có một vị tăng nào đó rất là nổi tiếng, dù rằng có nhiều Phật tử đến thôi chùa đi nữa, nhưng mà cũng không chắc được. Dạ, không chắc chúng ta hưng thịnh được. Chúng ta xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Trương Chư Tôn Đức đã vào Rung để thuyết giảng. Đỉnh lễ quý ngài, thân chào toàn bị quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giặc. Sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giặc. Dạ, con kính tri ân với ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu.